Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video ngắn để hướng dẫn anh em cái chỗ phần sau này nha. Ở phần sau này nó có hai cái nút để hỗ trợ người chơi. Cái nút xuất tình này thì anh em biết nhiều rồi, đó là chức năng tạo ra cái sự vang tiếng ha. Còn cái mono này thì ít anh em biết hơn, tại vì cái sự rõ ràng của nó đôi khi là làm cho mình không nhận ra. Mình ví dụ như là mình chơi, mở mono lên. Đó, các bạn thấy nó giống nhau, các bạn sẽ nghĩ nó dư thừa nhưng không phải nha. Mono là một cái chức năng rất là hay nếu các bạn biết tận dụng. Mono hiểu đơn giản đó là lúc nào nó cũng chỉ phát ra đúng một nốt thôi. Ví dụ như các bạn đàn bình thường, đồ giữ nguyên, mi, son, đố thì nó sẽ dồn một lần 4 âm. Còn khi các bạn mở mono á, thì nó chỉ có phát đúng một âm thôi. Cái âm sau nó sẽ xuất hiện thì âm trước tự động biến mất đi. Không có mono nè. Đó, các bạn thấy nó khác. Thì nếu mà các bạn sử dụng những cái âm sắc mà cần sự sạch sẽ đó, mình ví dụ như là có những âm sắc mà chỉ nên phát ra một tiếng đàn thôi chứ không thể nào mà đàn một lần 3-4 nốt chồng nhau nó ồn á, thì các bạn dùng mono. Hoặc là các bạn dùng đối với những cái âm sắc có sự luyến láy, mình ví dụ như là mình chơi tiếng sáo ha. Nếu mà không có mono, các bạn muốn luyến láy hay thì các bạn phải có kỹ thuật ngón tốt. Nhưng mà ngón các bạn yếu, các bạn đang bị đau tay hay là các bạn mới học đàn ví dụ, thì các bạn làm sao mà luyến dài được hả? Nó khó hơn, nó bất tiện, thì các bạn có thể sử dụng chức năng mono này để hỗ trợ luyến láy nha. Mình ví dụ nha, mình chỉ cần giữ nguyên một nốt thôi, rồi mình cái việc mình là mình đàn cái nốt còn lại thôi. Đó, các bạn thấy nó hay không? Ví dụ như không có mono thì mình giữ nốt son thì nốt son nó sẽ kêu hoài luôn. Son nó kêu hoài, rồi mình đàn nốt la thì nó sẽ chồng thêm nốt la vô nốt son. Nó ồn, thả ra thì mất nốt la. Bấm vô thì nó chồng tiếp, kiểu vậy ha, kiểu vậy. Rất là ồn. Còn khi mở mono lên, nó chỉ phát một trong hai âm thôi, rất là sạch sẽ ha. Rồi luyến láy nè. Quá đã luôn. Rồi, ok các bạn, đó là cái công dụng của cái mono này. Mình làm một video ngắn thôi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu cái mình làm video này nó chưa có rõ ràng thì các bạn góp ý mình nha. Hoặc là các bạn có thể để lại những cái ý kiến, những cái thắc mắc của các bạn trong kênh YouTube của mình. Còn nếu các bạn sử dụng Facebook á, thì vào cái nhóm hội sử dụng đàn organ Goodman thì mình sẽ có những cái trao đổi nhiều hơn ha. Các bạn có thể đưa ra thắc mắc hoặc là đưa ra những cái yêu cầu về dữ liệu, yêu cầu về cách sử dụng điệu, sử dụng tiếng, vân vân. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình cũng như là yêu mến cái đàn organ Goodman SV800, có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ với mình theo hai số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại trong video lần sau. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.